Xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ cùng trao đổi về một cái thông tin ngắn thôi nhưng mà cũng rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Đó chính là cái gói hỗ trợ và kích thích kinh tế. Liệu cái gói này có được thông qua trong cuối năm nay hay không? Và khả năng thông qua của nó là bao nhiêu phần trăm? Cũng như là quy mô cái gói này là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cái thông tin về cái gói hỗ trợ kích thích kinh tế này. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dịch bệnh có tác động rất nặng nề đến kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như toàn thế giới và chắc chắn sẽ có những cái tác động và hỗ trợ của chính phủ đối với cá nhân và các doanh nghiệp để họ có thể có động lực vươn lên phấn đấu cũng như là tranh thủ cơ hội để phục hồi, tạo tiền đề cho những cái mục tiêu tiếp theo trong các năm tới thì chắc chắn sẽ có tác động. Và chúng ta theo như phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cái gói này có thể sẽ là một cái gói mà phục hồi kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Và mình có tham khảo một số cái thông tin, một số bài báo thì cái gói này được đồn đoán là có thể lên đến 800.000 tỷ đồng, một con số rất lớn. Và đây là con số nếu mà được thông qua thì con số này, gói hỗ trợ và kích thích kinh tế này sẽ là gói hỗ trợ và kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam. Và một số cái nội dung cụ thể của chương trình phục hồi này, ví dụ như là chính sách cắt giảm thuế này và cắt giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng thì đây chính là tác động đến chủ đến các doanh nghiệp. Và lãi suất bù cấp bù lãi suất cho vay của một số ngành, chắc chắn đây là những cái ngành mà đang chịu thiệt hại lớn bởi dịch Covid. Và tạo cơ chế cho Tổng Công ty Đầu tư và Quản lý Vốn Nhà nước SCIC mua lại và đầu tư các doanh nghiệp trong một số ngành quan trọng mà đang gặp khó khăn, ví dụ như là ngành hàng không của Vietnam Airlines đấy, hoặc là một số ngành về du lịch hay là dịch vụ. Thì đây chính là những cái tiêu điểm về cái gói này. Và chương trình thì có một số chính sách mà có thể tác động đến toàn bộ người dân cũng như là các doanh nghiệp, ví dụ như là giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ đấy, kích cầu tiêu dùng, hoặc là cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ về trước. Thì chúng ta sẽ đợi là trong thời gian tới thì chi tiết là cái gói này nếu mà được thông qua thì sẽ như thế nào, thì chắc chắn là truyền thông sẽ có những bài đưa tin và anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và những cái nhóm ngành mà được cái gói này hướng đến chủ yếu là hàng không, du lịch, thì hai cái nhóm này thì chắc chắn là sẽ được hỗ trợ rồi. Tuy nhiên là theo như mình thì hai cái nhóm này là hai cái nhóm phục hồi và chúng ta rất khó để có thể đầu tư vào hai nhóm ngành này nếu mà chúng ta không có mức giá rẻ hoặc rất rẻ, bởi vì cái vị thế của những ngành này là vị thế phục hồi, gọi là có thể là từ giai đoạn mà rất khó khăn đi lên đó. Thì chương trình có thể là sẽ có chương trình là phát triển hạ tầng và giao thông, dự kiến là kinh phí khoảng 220.000 tỷ đồng. Thì đây chính là cái gói để thúc đẩy đầu tư công và đầu tư hạ tầng. Thì cái quy mô của gói này là gần 10 tỷ đô và phát triển nhà ở cho công nhân, sẽ nhà ở xã hội là hơn 2 tỷ đô. Thì chúng ta sẽ đợi xem là cái gói này là được thông qua như thế nào. Và hôm nay là ngày 4 tháng 11 thì có một loạt bài báo đưa tin là Văn phòng Quốc hội chưa nhận được văn bản đề xuất gói phục hồi kinh tế 800.000 tỷ đồng. Thì tiêu đề bài báo là như vậy, anh chị có thể tham khảo và đọc một số cái bài viết liên quan. Tuy nhiên là chúng ta hãy suy nghĩ sâu hơn một chút là cái từ chưa nhận được có nghĩa là không nhận được và là không đồng ý. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được về vào cái gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của chính phủ, bởi vì mình thấy nó đang cực kỳ là cấp thiết đối với người dân cũng như là các doanh nghiệp tại Việt Nam. Và theo như thông tin mà bên Bộ Kế hoạch và Đầu tư họ tổng hợp vậy thì các nước mà đã triển khai nhiều gói hỗ trợ quy mô lớn
mà có thể nói là lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Nếu mà gói 800.000 tỷ đồng này mà được tung ra ấy, thì nó chỉ khoảng tầm 10% GDP thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là ví dụ như Mỹ là khoảng 27,9% GDP cái gói hỗ trợ của họ ấy, hoặc là Nhật Bản là 44,8% GDP, Thái Lan là 15,6% GDP, Malaysia là 8,9% GDP và Trung Quốc là 6,1% GDP. Đây là những cái gói mà đã triển khai rồi. Và nếu mà dịch bệnh căng thẳng hơn nữa hay là kể cả dịch bệnh đã trôi qua trong cái quý vừa rồi nữa thì chắc chắn chính phủ các nước này cũng như là các nước khác sẽ có những cái gói hỗ trợ cái thích thêm nữa, bởi vì cái mức độ ảnh hưởng của nó rất là sâu rộng và ảnh hưởng lâu dài. Rất là lâu rồi thì chắc chắn là chúng ta cần phải hỗ trợ, phải được hỗ trợ bởi 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 nhà nước cũng như là các cái chính sách của chính phủ. Thì thêm cái thông tin này chúng ta có thể có thêm cái niềm tin là cái gói hỗ trợ này thứ nhất là sẽ sớm được thông qua, và thứ hai quy mô của nó là rất lớn và được đồn đoán là 800.000 tỷ đồng, thì mình nghĩ cái sự đồn đoán này là hoàn toàn có cơ sở và sẽ quanh cái mốc này. Và thường thì ở Việt Nam thì những cái thông tin mà được đồn đoán thì nó sẽ rất có khả năng trở thành hiện thực, bởi vì có thể là một thông tin gọi là thông tin đi trước để thăm dò cũng như là để gọi là giải đường để thông tin chính thống đưa ra để mọi người đỡ sốc hay mọi người cảm thấy nó bình thường hơn so với việc là một đùng một cái ra tin, thì chúng ta hoàn toàn có thể có niềm tin vào cái gói này. Và quan trọng nhất là chúng ta là những nhà đầu tư chứng khoán thì khi mà có gói hỗ trợ và kích thích kinh tế này ra thì thị trường chứng khoán là thị trường được hưởng lợi, có thể nói là một thị trường được hưởng lợi đầu tiên, bởi vì thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng. Chưa biết là cái gói này là sẽ đi vào nền kinh tế, đi vào các doanh nghiệp được bao nhiêu hay là ảnh hưởng và tác động đến nền kinh tế được nhiều như thế nào. Nhưng về tác động về tâm lý thì chắc chắn là thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Và một trường hợp mà nếu mà xấu là xấu về cho nền kinh tế thì là cái gói hỗ trợ này sẽ được bơm ra và một phần sẽ chảy sang các kênh đầu tư rủi ro như là chứng khoán, là bất động sản, thì hai thị trường này có thể sẽ tăng nóng và thậm chí có bong bóng nếu mà nhà nước không điều tiết tốt, thì đây là một cái nguy cơ tương đối xấu. Tuy nhiên nó cũng sẽ là tốt đối với những nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu cơ chứng khoán, bất động sản và các kênh đầu tư khác, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi và chúng ta có thể đang đứng trước một con sóng rất là lớn nếu mà gói hỗ trợ này được thông qua. Và thông thường một gói hỗ trợ thì nó sẽ được giải ngân và được thực hiện trong vòng khoảng từ 1 đến 2 năm, ít nhất là 1 năm và 2 năm theo những mức trung bình mà mình tìm hiểu được, thì có thể sẽ là một cơn sóng rất rất lớn và kéo dài vài tháng đến hơn 1 năm. Sau đó là thị trường có thể sẽ tạo đỉnh và khi đó thì các doanh nghiệp báo lãi rồi thị trường hay kinh tế phục hồi mạnh, thì lúc đó là thị trường chứng khoán sẽ dừng trước và các doanh nghiệp lúc đó mới gọi là đơm hoa kết trái, tạo ra những cái lợi nhuận đột biến lên và có thể đấy chính là cái thời điểm dừng của thị trường. Thì đây chính là những cái dự phóng dự đoán của mình tại thời điểm hiện tại, và mình sẽ cập nhật và thông tin tới các bạn trong những video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những chủ đề tiếp theo trong các cái video, và các bạn có thể comment những cái nội dung, những cái chủ đề mà các bạn đã quan tâm ở phần phía dưới video này để bên mình hỗ trợ. Nếu video đó hay là chủ đề đó hấp dẫn thì mình sẽ làm video. Còn không thì mình sẽ có những đội ngũ của ESG sẽ hỗ trợ các bạn trả lời những cái nội dung đó. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.